Chào tất cả nghe em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sơn Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và hiện tại thì bây giờ đang là buổi trưa của ngày 16 tháng 1 năm 2024. Và quay trở lại với mọi người trên video của ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ phân tích và chia sẻ để lối mạch cho mọi người về vị trí của đường cầu dàn đặc biệt lựa chọn khung 2 ngày. Và vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người một cái đường cầu lựa chọn khung 2 ngày thì chúng ta cũng đã chiến thắng rồi. Và đến ngày hôm qua thì đã hết khung, thì tiếp tục buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em ở vị trí đường cầu đó. Và trước màn ảnh chúng ta đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua, thì mình sẽ điểm qua một chút nhé. Đầu tiên ý, thì tại giải đặc biệt thì trả về chúng ta đây là con số 61, làm ở chạm 6, chạm 1 và tổng 7. Ba càng là 261 và cả bộ số là 63261. Thống kê ở vị trí của lô hai nháy thì có chúng ta là con số 21, con số 37, con số 67. Ở vị trí lô kép thì có chúng ta đây là con số kép 44 này, con số kép 55 này. Rồi đầu lô tô ngày hôm qua thì có tới hai đầu bị cầm ở đây là vị trí của đầu 0 và vị trí đầu 8 anh em ạ. Ok, thì mọi người có thể là nhìn trên tab cộng đồng thì mình cũng đã đăng cho mọi người đây. Cả hai đường cầu mình chia sẻ cho mọi người có một cái đường cầu 6 số kết của vị trí cầu lui theo tuần ấy, thì chúng ta cũng chiến thắng liên tiếp 2 ngày. Lui theo tuần mà chúng ta đã chiến thắng liên tiếp 2 ngày rồi. Và kết hợp cả với vị trí của đường cầu mới mình lên cho khung 2 ngày, chúng ta cũng có cái vị trí 38 của cái đề đường cầu đề ngày hôm kia là ngày hôm 14 chủ nhật. Đó, thì mình có đăng ở trên cộng đồng cho anh em biết được hết. Đó, hôm nào chiến thắng đây. Rồi hôm vừa rồi chúng ta chiến thắng cả ba càng là 586 đây. Đây, thì rõ hơn ấy thì mọi người có thể là quay trở lại với, đây là cái bảng thống kê, cũng như mọi người quay trở lại với video gần đây nhất mình phân tích cho mọi người thì chúng ta đều có cả. Ở đường cầu này thì lựa chọn là không hai ngày, chơi ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Thì ngày hôm qua là ngày thứ hai ấy thì chúng ta chưa được chiến thắng. Bởi vì hết khung thì mình mới lên chia sẻ tiếp cho anh em được cơ mà. Thì cái vị trí đường cầu này ấy thì chúng ta đã chiến thắng ở ngay khung đầu tiên là chủ nhật, xuất hiện chúng ta là cái vị trí 38. Thì trong dàn chúng ta có được cái vị trí của cặp 838 đây này. Đây cái vị trí của cặp lót 838 đây này. Đó mọi người có thể thấy cái vị trí đường cầu 8338 đây. Còn bên cái đường cầu về vị trí của lui tuần, đây, cái đường cầu lui tuần nhá, từ thứ 6 cho đến thứ 5 tuần sau, tức là từ ngày 12 đến ngày 18. Thì hôm bắt đầu từ cái hôm thứ 7 ngày 13 đã lổ chúng ta đây là cái vị trí của đề là 86 và có cái vị trí của ba càng là đầu 586 đây. Tiếp theo đó nữa là cái ngày hôm chủ nhật thì cái đường cầu này chúng ta cũng lổ đây cái vị trí của dàn đặc biệt có vị trí của 838 đây và vị trí của dàn 6 số kết đây. Đó, 6 số kết thì có vị trí của 838 đây. Còn ngày hôm qua cái đường cầu của chúng ta thì không lổ về vị trí 61. Đó, thì cái đường cầu này chúng ta lựa chọn đến thứ 5 tuần sau ấy. Có nghĩa là thứ 5 tuần này đấy. Đó, đến ngày 18 đấy thì chúng ta vẫn có thể là lựa chọn cho mình, tham khảo thêm cho mình cái đường cầu này những ai mà hiện tại đã và đang lựa chọn nhá. Rồi, cái cách chơi thì đây. Còn những ai mà lổ ngày nào rồi chúng ta nghỉ luôn ngày đó cũng được. Đó. Chính xác thì nó lổ luôn cho chúng ta cả ba càng từ ngày 17, ngày mình xin lỗi là thứ 7 ngày 13 cơ. Đó. Ok, thì tiếp nối với vị trí của đường cầu thì về mình sẽ gửi đến mọi người bạn đường cầu mới. Tại sao mình lại gửi đến mọi người đường cầu mới? Thì về bản chất của đường cầu này nhá, bản chất của đường cầu khung 2 ngày vừa rồi ấy, thì nếu mà mình không lót cho mọi người bốn cái cặp số này thì đường cầu chúng ta sẽ không lổ. Đúng không? Về bản chất mà bây giờ mình sẽ che đi cho mọi người mình không lót nữa. Thì về bản chất công thức của đường cầu này nếu mà lựa chọn thì nó sẽ không lổ. Nên chính vì vậy thì mình sẽ gửi đến mọi người và phân tích cho mọi người vị trí đường cầu mới ở vị trí khung 2 ngày. Nó cũng cực kỳ là hay. Và ngay ở vị trí đó thì chúng ta có thể là cùng với mình thống kê ở những cái bảng kết quả mở thưởng em trước để chúng ta đều thấy được là cái kết quả đường cầu này nó chạy hay như thế nào mọi người nhá. Thì sau đây mọi người sẽ cùng mình quay trở lại với tuần trước.
Bởi vì công thức này chúng ta sẽ dựa vào bằng kết quả mở thưởng ngày hôm qua là ngày thứ hai để nhận định cho hai ngày là ngày thứ ba và ngày thứ tư. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng mình quay trở lại với thứ hai tuần trước nhé. Nhớ cho mình là công thức này chúng ta chỉ lựa chọn cho tối đa là khung hai ngày thôi. Thứ nhất là lấy cho mình vào ở đây. Anh em đợi một chút nhé. Rồi. Lấy cho mình vào giải 4, mình xin lỗi là giải 5, lựa chọn bộ số thứ tư. Đây vị trí giải 5 này. Bộ thứ nhất, bộ thứ hai, bộ thứ ba và bộ thứ tư. Kết hợp cho mình này với giải 6, bộ 1, bộ 2, hai cái bộ này ấy, thì nó có đây là tới 3 con số, mỗi bộ có 3 số. Thì nhưng mọi người chỉ lấy cho mình đó chính là hai con số đầu thôi. Đây. Thì chúng ta sẽ có cho mình ở đây kết hợp là giải 6.1 và giải 6.2. Đó. Thì đối với vị trí của cái giải 5.4 thì chúng ta có là 6, 2 và 1. Chúng ta có là 6 này, 2 này và 1. Chúng ta kết hợp ở bên này. Cái vị trí giải 6.1 lựa chọn hai con đầu chúng ta có là 7 với 2. 7 với 2 này. Còn đối với cái giải 6.2 tức là bộ 2 trong giải 6 thì hai con đầu đây lần lượt xuất hiện là 3 với 5. Rồi, thì chúng ta sẽ đi kết hợp cho mình với cái vị trí đường cầu này. Thì ở đây 6 kết hợp với 7 nhá, thì chúng ta có là cặp 6-7-6 này, cặp 6-2-6 này và cặp 6-3-6 này. Tương tự 2 kết hợp với 7 chúng ta có cặp 2-7-2, kép 2-2 và 7-7. Vị trí của 2-3-2 và 2-5-2. 1 thì có là 1-7-1, 1-2-1, 1-3-1 và cặp 1-5-1. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh và kiểm chứng lại kết quả cho hai ngày là ngày thứ ba và ngày thứ tư. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày sau là ngày thứ ba, ngày 9 tháng 1 ở đây. Thì giải đặc biệt trả về chúng ta ở đây là vị trí con số kép 77. Kép 77 thì trong dàn chúng ta có vị trí của cặp kép 2277 ở đây. Đúng không? Rồi, tiếp tục khung ngày thứ hai là ngày thứ tư trả về ở đây là con số 32. Trong dàn chúng ta lại tiếp tục có vị trí của cặp 323 ở đây. Vậy ở tuần trước thì với cái công thức này chúng ta lựa chọn một cái dàn khoảng độ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 số. Dàn khoảng chừng 22 số thì lựa chọn khung 2 ngày chúng ta lổ cả 2. Chúng ta áp dụng tiếp tục cái vị trí công thức này ở một tuần trước đó nữa nhé. Ở cái tuần trước cái tuần này đi thì mình sẽ lấy ở bảng kết quả mở thưởng vẫn là thứ hai của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Công thức thì vẫn có cho mình ở đây là giải 5.4. Kết hợp cho mình ở đây là giải 6.1 và giải 6.2. Rồi. Thì về vị trí của giải 5.4 thì đây là vị trí giải 5 này. Bộ 1, bộ 2, bộ 3, bộ 4. Thì tại bộ 4 này thì chúng ta sẽ có này 6, 1 và 3. Chúng ta có 6 này, có 1 này và có 3. Chúng ta kết hợp cho mình với giải 6.1. Thì đây là vị trí giải 6 này. Đây bộ đầu tiên giải 6, lựa chọn hai con đầu chúng ta có 2 với 5. Còn đối với giải 6.2 là bộ bên cạnh. Hai con đầu ở đây chúng ta có là 1 với 6. Có 1 và có 6. Và chúng ta sẽ đi kết hợp lại với nhau. Tương tự nhá. 6 kết hợp với 2 thì chúng ta có là 6-2-6. 6 với 5 thì chúng ta có là 6-5-6. 6 với 1 chúng ta có 6-1-6. Và 6 với 6 đây chúng ta có kép 6-6 và 11. 1 với 2 chúng ta có 1-2-1. 1-5-1. Kép 11-6-6 có rồi. 1-6-1 cũng có rồi. Vậy còn 3 kết hợp sang thì chúng ta có 3-2-3. 3-5-3. 3-1-3. Và cặp 363. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh ở cái vị trí công thức này cho bảng kết quả mở thưởng 2 ngày là ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Thì ngay sau bảng kết quả mở thưởng ngày hôm sau là ngày thứ 3, ngày mùng 2 tháng 1 ở đây. Thì giải đặc biệt đã trả về chúng ta đây là con số 56. Thì trong dàn chúng ta tiếp tục có cái vị trí của cặp 565 ở đây. Đến khung ngày thứ 2 là ngày thứ 4 trả về 95. Thì 95 chúng ta chưa có. Vậy cái dàn này nó cũng sẽ tương tự khoảng chừng là 22 số, vẫn giống trên cái dàn này. Đó thì chúng ta lổ ở khung ngày đầu tiên, vị trí đề là 56 đây.
ba càng thì tí nữa mình sẽ bắt cho mọi người. Trước hết bây giờ mình sẽ tập trung vào cầu đề đã. Rồi cầu đề này thì bây giờ thì mình sẽ đi phân tích cái cầu này để chúng ta lựa chọn dành cho ngày mai nhé. Và trực tiếp nữa là buổi chiều ngày hôm nay chúng ta phải lựa chọn làm sao phân bổ vốn để chúng ta lựa chọn cho khung 2 ngày hợp tình hợp lý một chút. Thì công thức thì chúng ta vẫn có cho mình. Trước hết thì mình sẽ viết cho mọi người cầu đề đã. Rồi cầu đề khung 2 ngày mọi người nhé. Chúng ta sẽ chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay là thứ 3 và buổi chiều ngày mai là thứ 4. Mình sẽ viết rõ ngày ở đây. Ngày hôm nay là ngày 16 anh em nhỉ. Rồi ngày hôm nay là ngày 16 và ngày 17 của tháng 1 năm 2024. Mọi người thể lưu lại cho mình. Công thức thì lấy cho mình là giải 5.4, tức là bộ 4 trong giải 5, kết hợp lần lượt là giải 6.1 với giải 6.2. Rồi cái vị trí của giải 5.4 thì đây là giải 5.4 này. Bảng kết quả phần thưởng nhé. Đây là bảng kết quả phần thưởng ngày hôm qua đây nhé. Mình sẽ đi phân tích này. Giải 5 này, bộ 1, bộ 2, bộ 3 và bộ 4. Đây là bộ 4 này. Lấy cho mình là 9, 3 và 5. Chúng ta có là 9 này, 3 này và 5. Kết hợp ở bên này, giải 6.1, đây giải 6 này. Bộ đầu tiên của giải 6.1 thì chúng ta lấy cho mình là 9 và 3, hai con đầu nhé. 9 với 3. Còn đối với bộ bên cạnh là giải 6.2 thì có là 3 với 6. Thì đây đã có 3 rồi, chúng ta chỉ lấy thêm cho mình con số 6 nữa thôi. Vậy nó sẽ tối giản được khá là nhiều số. Nó khoảng chừng, nếu mà thêm một số nữa như cái đường cầu của những cái tuần trước ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm là 22 số. Cái đường cầu này nó tối giản hơn thì chúng ta chỉ còn được khoảng tầm 18 số thôi. Thì chúng ta sẽ có cho mình cái vị trí kết hợp thì sẽ trả bài giải đặc biệt 9 với 9 thì chúng ta có kép 99 và 44. 9 với 3 chúng ta có 939. 9 với 6 chúng ta có 969. Rồi 3 với 9 thì chúng ta có 393 có rồi. Chúng ta có kép 33 và 88. 3 với 6 chúng ta có là 363. Tương tự 5 thì chúng ta có là 595, 535 và cặp 565. Thì liệu rằng cái đường cầu này có cần lót hay không? Thì cá nhân của mình thì mình chia sẻ cho mọi người một đường cầu duy nhất thôi. Và mình nhìn nhận là đường cầu này chúng ta cần phải lót nhé. Chúng ta cần phải lót một vài vị trí như sau. Để cho cái sự chắc chắn nhiều hơn thì về vị trí của 9 thì mình sẽ lót thêm cho mọi người ở đây nữa là cặp 929, cặp 979. Rồi tiếp tục là vị trí của cặp 454 và một vài cặp nằm trong cái chạm không, mình có thể đưa ra cho mọi người là cặp 090. Rồi không thì mình sẽ đưa ra thêm vị trí của cặp 030 thì chúng ta cũng có thể chú ý cho mình. 060 050, đó, chúng ta có thể lót cho mình một vài vị trí cặp số như thế này. Ok, và từ đây thì mình sẽ gửi đến mọi người, đó chính là dàn rút gọn. Dàn rút gọn 8 số. Nhớ cho mình là cái dàn rút gọn 8 số này mình sẽ lọc ra cả hai cái phần này, cả cái vị trí phần cứng nằm trong đường cầu và cả cái phần lót mà cá nhân của mình đưa ra cho anh em. Đó. Và lót thì chúng ta như nhau. Có nghĩa là chúng ta, những ai mà chơi riêng về đầu cầu đề thì chắc hẳn là kênh này của mình sẽ chỉ chia sẻ cho mọi người cầu đề, tỷ lệ chơi như thế nào và chơi ở khung ngày nào thì mình có chia sẻ cho mọi người khá là rõ ở từng mục rồi. Thế nên là mọi người cứ vào cả cho mình, coi như là đây là tất cả những con số đề chúng ta lựa chọn cho ngày hôm nay và ngày mai. Còn cái 8 số kết này thì chúng ta có thể là những ai mà chơi cả lô bên ngoài nữa, xiên bên ngoài nữa thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình những dàn 8 số kết này. Còn không thì mọi người có thể là chơi theo một cái mức độ là với cái dàn này chúng ta, ví dụ chúng ta vào cho mình mỗi con 50.000. Đó, nhưng mà cái dàn 8 số bên dưới này chúng ta có thể đẩy lên cho mình là mỗi con là 70-80.000. Đấy, đấy là cái nhận định để chúng ta phân biệt được. Rồi, thì dàn 8 số kết thì góc độ quan điểm cá nhân mình nhá, thì mình sẽ gửi đến một người đây là 939 969
Rồi. 030 và 060. Đấy là về vị dàn 8 số kết mà cá nhân mình gửi tất cả anh em. Còn đối với ba càng thì thực chất ấy là ba càng thì chúng ta cũng ba càng ấy thì chúng ta cũng gọi là lên lựa chọn làm sao cho nó hợp tình hợp lý một chút. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì chúng ta cũng không nên tập trung quá là nhiều vốn vào ba càng đâu. Vì cái điều đó thì nếu mà chúng ta chiến thắng thì đấy là một cái điều cực kỳ là vui mừng rồi, nhưng mà để chiến thắng được đó thì nó không phải là dễ dàng. Và chúng ta ngày nào cũng chơi mà lại tập trung vốn vào ba càng thì cái điều đấy thì mình cảm thấy nó không được hiệu quả, và chúng ta nên hạn chế lại. Cái ba càng ở đây chúng ta nên đánh cho mình như sau. Ví dụ chúng ta có 100% về vốn thì cái lượng vốn chúng ta đổ vào đề và ba càng thì chúng ta phải chia ra tỷ lệ cho mình là 8-2 hoặc là tỷ lệ 9-1 cũng được. Tỷ lệ 8-2 ví dụ như là chúng ta có 1 triệu chúng ta lựa chọn là 800.000 vào đề, còn 200 chúng ta đánh vào ba càng cũng được. Còn tỷ lệ 9-1 thì chúng ta có thể đánh 900.000 vào đề và còn lại là 100 chúng ta đánh vào ba càng. Đấy là cái tỷ lệ mình đưa ra. Còn về ba càng thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người ngay đây. Ba càng nhá. Ba càng thì mình sẽ gửi đến mọi người cả hệ nhá. Ví dụ là chúng ta cần phải có phần nguyên, phần bóng. Đó, đấy là cái điều mà chúng ta cần phải lựa chọn, thì chúng ta sẽ có cho mình là 4 và 9. Rồi. Nhớ cho mình nhá, ba càng là đầu 4 và đầu 9, đây là một hệ. 4 nó sẽ trả bóng 9 và 9 ngược lại nó sẽ trả bóng 4. Thế nên là mình sẽ lựa chọn cho mọi người vị trí ba càng là như vậy. Ok. Rồi thì còn một cái vấn đề nữa mình muốn chia sẻ và phân tích gửi đến tất cả mọi người đang theo dõi video ở đây. Đó chính là về thông tin số điện thoại để cho tất cả mọi người đang xa bờ, anh em có thể là vào bờ một cách an toàn nhất. Gần về dịp Tết này rồi ấy, thì chúng ta hãy đánh làm sao cho được chắc chắn nhất và hiệu quả nhất. Bởi vì cũng khá là nhiều anh em đang bị xa bờ ở giữa năm, đầu năm. Thì cuối năm thì cái điều mà chúng ta xa bờ nữa thì đấy là một cái điều hiển nhiên thôi. Bởi vì cuối năm thì hội đồng xổ số quay lúc nào cũng sẽ khó hơn rất là nhiều. Cái thời điểm tháng 5 cho đến tháng 8, tháng 9 là cái thời điểm hội đồng xổ số quay ổn định nhất. Lúc đấy mà chúng ta chưa chiến thắng được thì cuối năm chúng ta chiến thắng cực kỳ là khó. Vậy để hỗ trợ cho anh em làm sao được hiệu quả nhất và về bờ sớm nhất với những ai mà thú tha lọ lần, anh em nào chưa biết cách chơi thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình để mình hỗ trợ cho anh mọi người. Thì anh em có thể liên hệ nhắn tin gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại cho mình là số 0333 862 và 215. Lên nhớ cho mình là mình chỉ dùng số điện thoại mọi người nhé. Được chưa? Anh em có thể là nhắn tin này hay là gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình ở đây là số 0333 862 215. Mình sẽ hỗ trợ tất cả mọi người ổn định nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc tất cả mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người là tham khảo đường cầu không được chiến thắng, may mắn và rực rỡ. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở video gần nhất. Chào tất cả anh em nhé.